nếu mà bóc được sữa là nó đơ đấy, do nó bóc sữa nó ăn này bị tê đâm đinh. Múc múc sẵn những cái thang màu trắng hay bị muốn khả năng được cái thôi bóp cái là mềm mềm là biết, thằng nó cứng cứng là bóp cái là biết. Cái múc những cái xóa này nếu mà trường hợp mà phát hiện được sớm xong làm được sớm ngấm được nấm đỡ, bắt đầu là về sau nó cái mục xanh nó ăn nó lây lan, nó ăn ở trong ra, thường thường ăn trong nó bở cạnh. Nếu muốn xử thì trông nó hỏng, có khi tùy cái giá thể nó ẩm quá thì nó hay bị rạ cảnh ra luôn. Cái này giá thể nó cũng khô thì gió cái loài tương nguyên giống thì có mỗi cái thằng màu này là nó hay bị, có những cái khác thì ít hoặc là có trắng thì bị nhẹ thôi, nó cũng nặng thầm tề như này. Đây, nó cái bịt cái mềm hơn để phát này yếu. Mắc sánh nó cứng cứng, nó cứng ấy, mốc nhưng mà cứng, nhà hai cô này ta ra rễ sớm thôi, kẹp trắng mềm nhưng mà mốc nhưng mà vẫn còn cứng hơn ngon, yếu yếu mềm mềm lên gần như là nó muốn siêu ấy. Sơ cái là mềm mềm đấy, vẫn được mốc xinh len. Cái đít ăn đưa ăn ở trong ra hỏng cái để thôi. Cái thằng này mộc nhưng vẫn cứng được chưa, chắc hồng hạnh. Cái màu trắng thì ngâm ngâm mấy ta ướm chắc nó đỡ nên giống bọc cái quần nã.